Rồi, cô xin chúc mừng các em đã vượt qua bài kiểm tra phần task thứ nhất. Và cô chắc là các bạn đã có thể nhớ được tên của từng bộ phận trong một động cơ của tiếng Anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào phần thứ hai, đó là multiple choice, những bài tập trắc nghiệm và thông qua bài tập trắc nghiệm này Cô sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu được những chức năng của từng bộ phận trong một động cơ là như thế nào. Chúng ta có thể thấy ở phía trên là một bít tông và ở phía dưới là một trục khuỷu hay là cốt máy, crankshaft. Như vậy thì cái khúc ở giữa màu đen được gọi là connecting rod, là tay dên hoặc là thanh truyền. Như vậy chức năng của cái đoạn màu đen là thanh truyền đó là chỉ để kết nối giữa piston ở phía trên và trục khuỷu ở phía dưới mà thôi. Ở đây câu này chúng ta sẽ chọn đáp án C, connecting rod. The connecting rod links the piston to the crankshaft. Thanh truyền nối piston với trục khuỷu. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy hình của một piston đang di chuyển lên xuống. Như vậy, cái thành mà piston có thể dựa vào đó để di chuyển đó chính là thành của xi cylind, lanh cylinder. Và chúng ta nhớ lại rằng xi lanh chỉ là một cái ống hình trụ và ống này sẽ được đóng vào trong cái lốc máy và nhiệm vụ của ống xi lanh là gì? Là để hướng những cái chuyển động của piston lên xuống theo đúng cái chiều mà người ta muốn. Và ở câu này chúng ta sẽ chọn đáp án D. Cylinder. The cylinder is a round hole bored in the block. It guides piston movement. lanh là một cái ống tròn, một cái ống tròn đã được đóng vào trong cái lốc máy. À, nó hướng à, sự chuyển động của piston. Ở hình tiếp theo chúng ta lại tiếp tục thấy một piston đang di chuyển lên xuống trong một xi lanh. Và khi piston lên đến điểm chết trên của kỳ nén thì sẽ có một vụ nổ được tạo ra ở trong buồng cháy, đó chính là combustion, một vụ nổ. Ở phía dưới của piston đó chính là thanh truyền. Như vậy khi có vụ nổ thì nó sẽ tạo ra một cái lực và đẩy piston đi xuống. Đẩy piston đi xuống và cái lực của vụ nổ đó sẽ được piston truyền xuống cho thanh truyền và thanh truyền sẽ truyền xuống cho trục khuỷu và các bộ phận khác phía sau và ví dụ như là hộp số, trục truyền động và có thể truyền đến bánh xe để có thể giúp cho bánh xe của chúng ta có thể quay, làm cho cái xe có thể chuyển động. Như vậy ở câu này, cô sẽ chọn đáp án B, piston. The piston is a cylindrical component that transfers the energy of combustion to the connecting rod. Piston là một bộ phận hình trụ mà nó Truyền năng lượng của vụ nổ đến thanh truyền chúng ta lại nhìn thấy hình của một piston và chúng ta còn thấy một số những cái vòng bạc được gắn ở xung quanh của một cái piston nhưng mà có một cái điều chúng ta cần phải chú ý đó là những cái vòng bạc này nó không trùng với cái thành bên ngoài của piston mà nó lại hơi lồi ra một tí nó hơi nhô ra một tí so với thành piston lý do là vì sao tôi xin giải thích đó là vì khi piston di chuyển lên xuống trong xi lanh thì giữa thành xi lanh và thành của piston sẽ có một khe hở nhỏ và nhiệm vụ của những cái vòng xét măng này đó là che lấp những khe hở đó khi piston đi lên để nén thì những cái vòng này nó sẽ che kín những khe hở nhỏ và để động cơ có thể đạt được tỷ số nén tốt nhất. Khi piston đi xuống thì những cái vòng bạc này sẽ giúp gạt những cái nhớt còn dính ở trên thành của xi lanh. Như vậy ở câu này tôi sẽ chọn đáp án A. Piston rings. The piston rings seal the small gaps around the size of the piston. Những cái vòng bạc che lấp những khe hở nhỏ xung quanh thành của Bích Ở một hình động cơ đang hoạt động, chúng ta có thể nhìn dễ dàng thấy một trục khuỷu crankshaft màu đỏ đang hoạt động và chúng ta cũng có thể thấy một cái bánh đà rất là to màu đen được gắn ở bên hông. Và như vậy thì chúng ta thấy khi động cơ đang hoạt động thì bánh đà này sẽ quay và nhiệm vụ của bánh đà này quay để làm gì? À, là để giúp cho trục khuỷu có thể quay một cách êm ái. Chính vì thế ở câu này chúng ta sẽ chọn đáp án B flywheel. The flywheel that connects to the crankshaft has kept the crankshaft turning smoothly. Cái bánh đà mà nó nối vào trục khuỷu thì giúp cho trục khuỷu có thể quay một cách êm ái. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một trục cam ở trong hình của động cơ đang chuyển động. Và khi trục cam xoay tròn thì nó sẽ đẩy những cái đũa à, và cái đũa này sẽ đẩy một đầu của cái rocker arm, tức là cái cò mổ đi lên. Và khi một đầu của cò mổ bị đẩy đi lên, thì cái đầu kia sẽ bị ấn xuống. Và khi ấn xuống thì chúng ta thấy ở đầu kia của cò mổ chính là cái van. À, và ấn cái van xuống có nghĩa là cái van này đang được mở ra. À, khi van được ấn xuống là mở ra thì có thể là khí sẽ đi vào hoặc khí sẽ đi ra. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án A, Rocker Arms. The rocker arm transfer the camshaft action to the bells. Cò mổ đã truyền chuyển động của trục cam đến các van. Chúng ta vừa học xong cơ chế làm sao để có thể đẩy một cái van xuống, đó là nhờ cơ chế của trục cam. Bây giờ chúng ta có thể nhìn vào hình để thấy là khi một cái van bị đẩy xuống thì đồng thời những cái lò xo van, hay còn gọi là lò xo súp bắp, nó sẽ bị ép lại. Và như vậy, khi van bị đẩy xuống hết rồi, thì những cái lò xo này nó sẽ giãn ra, nó sẽ bung ra, và điều đó làm cho những cái van này bị kéo trở ngược lên và trở lại trạng thái đóng. Như vậy, ở đây, tôi sẽ chọn đáp án D, valve Springs. The valve Springs keep the valves closed when they do not need to be open. Những cái lò xo bắp giữ cho những cái van được đóng khi mà chúng nó không cần phải mở. Nhìn vào hình một động cơ đang hoạt động, chúng ta có thể thấy được là piston và thanh truyền là đang chuyển động tịnh tiến hay là chuyển động thẳng và tiếng Anh gọi là linear or reciprocating nhưng khi truyền xuống dưới trục khuỷu thì nó sẽ bị biến thành chuyển động xoay tròn (Rotary) như vậy chức năng của trục khuỷu đó là biến chuyển động tịnh tiến của piston và thanh truyền thành chuyển động xoay tròn hữu ích, bởi vì sao bởi vì bánh xe của chúng ta xoay tròn, cho nên ở đây trục khuỷu đã biến chuyển động thẳng thành chuyển động xoay tròn luôn ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án B. The crankshaft changes the reciprocating motion of the piston and the rod into useful rotary motion. Trục khuỷu đã biến những chuyển động tịnh tiến của piston và thanh truyền thành những chuyển động tròn hữu ích. đầu tiên nhìn vào bức hình chúng ta sẽ nhìn thấy đây chính là hình của một lốc máy, lốc máy của một động cơ. À, như vậy chúng ta nhìn hình ở đây chúng ta có thể thấy là ở trong cái lốc máy này thì sẽ là cái gì? À, đương nhiên sẽ là piston, cylinder, connecting rod, crankshaft và tất cả những bộ phận tôi vừa mới kể trên à, nó có thể hoạt động cho đúng chỗ nhờ vào lốc máy này giữ nó và như vậy đó chính là chức năng của một cái lốc máy. Rồi tôi sẽ điền đáp án ở câu dưới đó là đáp án B. Block vào đây. The block is metal casting that holds on the other engine parts in place. Lốc máy là một cái bộ phận kim loại đã được đúc mà nó có thể giữ tất cả các bộ phận khác của động cơ cho đúng chỗ: nhìn vào hình chúng ta có thể dễ dàng nhận biết phần ở phía dưới đó chính là lốc máy) và ở phía trên đó chính là nắp quy lát (cylinder head) như vậy, chức năng của nắp máy ở đây. Một trong những chức năng đó chính là có thể che và gắn lại cái phần trên của lóc máy cho kính à, như vậy ở câu này chúng ta sẽ chọn đáp án d. Cylinder head The cylinder head covers and seals the top of the block nắp máy thì che và gắn chết phần trên của một cái thân máy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn phim ngắn về các chức năng của các bộ phận trong một động cơ và sau đó các bạn hãy cùng cô làm một bài task ngắn để ôm lại những cái chức năng của các bộ phận trong động cơ nhé.